đũa của cô. Cảm ơn anh. Cô có vắt chanh không? Tôi vắt luôn cho. À, thôi, anh cứ vắt của anh đi, tôi tự vắt được mà. Mà trông cô sang trọng như thế này, chắc bình thường không đến những chỗ như thế này ăn bao giờ đâu nhỉ? Thật ra thì ngày xưa tôi cũng hay ăn ở những quán như thế này lắm. Nhưng mà do là bây giờ vì đặc thù công việc nên là tôi cũng hạn chế hơn. Thế bây giờ cô đang làm công việc gì thế? À, cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi. Vậy thì đỡ hơn tôi nhiều rồi, đỡ phải ra đường, chịu nắng, chịu mưa, chịu khổ. Mà hình như là anh cũng là khách quen ở quán này đúng không? Vừa nãy tôi thấy anh nói chuyện khá là thân thiết với chị chủ. Tôi là khách quen ở đây. Tôi cảm thấy ở đây đồ ăn rất ngon, giá cả lại hợp lý. Mà đặc biệt, chị chủ quán nấu nướng rất sạch sẽ, nên tôi cảm thấy yên tâm. Chứ đi ra mấy quán khác, mất vệ sinh lắm. Công nhận, bây giờ tôi cũng thấy có nhiều hàng quán, người ta làm ăn mất vệ sinh thật. Tôi cứ ăn đi, mình vừa ăn vừa nói chuyện, không đồ ăn lại nguội mất. Mời anh nha. Cô thấy thế nào? Đồ ăn có được không? Ừ, tôi thấy là cũng ok đấy. Nước dùng rất là hợp khẩu vị với tôi. Chắc là sau này tôi phải ra đây ăn thường xuyên mới được. Cô thấy ngon miệng như vậy, tôi cũng thấy yên tâm rồi. Mà kể ra anh cũng kỹ tính phết nhờ. Tôi chỉ là nhặt được cái ví của anh thôi, thế mà anh lại mời tôi ăn sáng để mà cảm ơn như thế này. Chiếc ví đấy chứa nhiều giấy tờ quan trọng của tôi. Hơn nữa còn có cả tiền nữa. Tôi mời cô bữa sáng như thế này có đáng là bao đâu. Được rồi, nếu mà anh đã có lòng như vậy thì tôi sẽ ăn hết bát bún này nhá. Ok, cảm ơn cô. Tôi cô ăn đi. Con nào nhìn quen thế nhở? Em đang nói ai đấy? Anh nhìn xem, con nào đang ăn bún ở kia trông quen lắm. Hóa ra là nó à? Ai cơ? Người yêu cũ của anh chứ ai? Thì ra là nó. Bảo sao em cứ thấy con quen. Nhìn thấy nó ngồi ăn bún cùng cái thằng xe ôm, trông cũng ngon lành phết nhỉ. Để lại anh trêu cho nó một trận. Này, người yêu cũ đấy à? Tưởng chia tay tôi cô phải khá lắm chứ. Hóa ra đi yêu cái thằng xe ôm này à? Thời gian trôi qua lâu rồi, thế mà anh vẫn ăn nói như cái kiểu ở thời trẻ trâu thế à? Con kia, mày có thích chửi chồng tao không à? Hóa ra là hai người đã cưới nhau rồi à? Tất nhiên rồi, tao với anh Quang ấy yêu là để cưới, chứ đâu như cái loại mày, anh Quang yêu chán rồi bỏ thôi. Riêng cái này vợ anh nói là chuẩn đét luôn này. Quyết định chia tay anh là một cái quyết định đúng đắn nhất ở thời tuổi trẻ của tôi mà tôi đã có thể làm được đấy. Nếu mà bây giờ tôi vẫn ở bên cạnh anh thì chắc là cuộc sống của tôi chẳng khác gì là địa ngục cả. Địa ngục á? Nghe mà nực cười. Thế bây giờ mày nghĩ mày yêu cái thằng xe ôm này thì cuộc sống của mày được lên thiên đàng à? Tôi không phải là người yêu của cô ấy, cho nên anh đừng có nói như vậy. Mày đúng là cái thứ hèn hạ, mới bị chê có mấy câu thôi mà đã không dám nhận là người yêu rồi. Loại đàn ông thế này chỉ có vứt đi thôi. Đủ rồi đấy, hai người vừa phải thôi. Chúng tôi có sống như thế nào hay là mối quan hệ của chúng tôi có như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến hai người. Vậy nên mời hai người đi ra khỏi đây, đừng có làm phiền đến chúng tôi nữa. Sao? Xấu hổ quá rồi chứ gì? Thôi được rồi, bọn tao cũng chả rảnh ở đây để nói mấy chuyện vớ vẩn với chúng mày đâu. Mình đi đi anh. Đi thôi, khoan đã. À, bao giờ cưới nhớ mời thằng này nhá. Biết đâu lúc đấy thằng này hứng lên ấy, thằng này bố thí cho một ít tiền lẻ. Mấy cái người này đúng là quá đáng thật mà. Xin lỗi anh nhiều nhá, tại tôi mà anh lại bị vạ lây như vậy. Không sao, có phải lỗi của cô đâu, là do bọn họ xấu tính thôi mà. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta hãy bỏ qua chuyện này nhá. Anh thấy làm như vậy có được không? Ok, tôi sống đơn giản mà. Mà thôi, chúng ta ăn đi. Đến nơi rồi đấy. Cảm ơn anh nhá. Của tôi hết bao nhiêu tiền để tôi gửi anh? Tiền long gì chứ, hôm nay tôi chở cô miễn phí, lần sau cô đi tôi sẽ lấy tiền. Như vậy đâu có được, anh đã mời tôi ăn sáng rồi mà, tiền xe này anh phải để tôi trả chứ. Thôi, tôi không lấy đâu, cô đừng khách sáo với tôi. Anh mà không lấy là lần sau tôi không đi xe của anh nữa đâu đấy nhá.
Thôi được rồi, vậy cô chờ tôi một chút. Từ đó đến đây chỉ hết khoảng 30.000 thôi. Tôi gửi lại cô 20.000. Có thật không đấy? Anh đừng có mà lừa tôi đấy nhá. Tôi nói thật mà, cô không tin mở app ra mà xem. Thôi được rồi, tôi tin anh, cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì đâu. À, lần sau cô muốn đi đâu cứ gọi cho tôi sẽ giảm giá cho cô. Được rồi, thế đi, bao giờ cần đi tôi sẽ gọi cho anh nhá. Vậy cô lên công ty đi nhá, tôi phải đi cày tiếp đây. Nhất trí, bye bye anh. Chào cô nhá. Chủ tịch, sao hôm nay chị lại đi xe ôm thế ạ? Anh Vinh lái xe đâu rồi ạ? À, anh Vinh đang bị ốm nên là mấy ngày hôm nay tôi cho anh ấy nghỉ ở nhà rồi. Vậy để em bố trí người khác lái xe cho chủ tịch ạ. Không cần đâu, tôi đi xe ôm cũng được mà. Lâu rồi không đi xe ôm, mấy ngày hôm nay đi tôi thấy nó cũng thú vị đấy chứ. Nhưng mà chủ tịch đi như vậy liệu có an toàn không ạ? Tôi mới quen anh xe ôm này, đi có vẻ ok lắm. Cô yên tâm đi, không cần phải lo cho tôi đâu. Dạ vâng ạ. Thôi, mình vào công ty đi. Dạ. Sao cái váy này đắt thế nhở? Nhưng mà đẹp thế này, không lẽ mình lại phải trơ mắt nhìn người khác mua hết à? Anh Quang, sao anh cứ chơi game mãi thế? Anh định để em chết đói đấy à? Đói thế nào được mà đói? Đồ ăn còn đầy trong tủ kia kìa, vào mà lấy đi. Kìa, anh đang chơi mà. Em cần nói chuyện nghiêm túc với anh, không có chơi bời cái gì nữa hết. Nào, thế có cái gì thì nói anh nghe đi. Anh định ngồi chơi ở nhà thế này đến bao giờ nữa? Thì em cũng thấy rồi đấy. Anh cũng đi tìm việc khắp nơi, vẫn chưa tìm được chứ có phải là anh lười biếng đâu. Một ngày có 24 tiếng mà anh dành có mấy phút để tìm việc sao tìm được? Anh phải chịu khó tìm vào. Thế thì được rồi, thì đưa điện thoại đấy để anh còn tìm việc. Em mà còn nhìn thấy anh chơi game nữa là anh biết tay em đấy. Anh biết rồi, em không cần phải dọa. Đây. Ra ngoài lúc nào cũng khoe cuộc sống gia đình hạnh phúc, thế mà ở nhà mà cứ như kẻ thù với nhau. Làm quán. Xin lỗi cô nhá, tôi bị tắc đường nên đến muộn một chút. Không sao đâu, tôi cũng mới đợi anh được một lúc thôi mà. Vậy cô muốn tôi đưa đi đâu? Lâu rồi tôi chưa được đi lượn phố, hay là hôm nay anh đưa tôi đi lượn nhá. Ok, vậy tôi sẽ đưa cô đi qua những con đường đẹp nhất. Được, như vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều nhá. Cô mau lên xe đi. Cảm ơn anh. Này, hai cái con người kia, rủ nhau đi đâu này? Là anh à? Chúng tôi đi đâu hay làm gì là việc của chúng tôi, liên quan gì đến anh mà anh phải nhiều chuyện? Nếu là chỗ khác ấy, thì thằng này cũng chẳng thèm quan tâm đến hai người làm gì cả. Thế nhưng mà đây là sảnh của tập đoàn ABA. Sảnh của tập đoàn ABA thì làm sao? Tôi vẫn chưa hiểu mục đích của anh định nói gì đâu. Thế thì để tôi nói cho cô biết, tôi đang đi ứng tuyển vị trí trưởng phòng nhân sự của tập đoàn ABA, cho nên tôi mới tò mò xem cô có phải là nhân viên ở đây hay không thôi. À, vậy hóa ra là anh tới đây để ứng tuyển vị trí trưởng phòng nhân sự à? Chứ còn sao nữa, nhìn tướng tôi thế này chỉ phù hợp mấy cái chức từ trưởng phòng trở lên thôi, chứ làm sao mà phải đi chạy xe ôm để kiếm mấy cái đồng bạc lẻ như cái mặt thằng đần này. Này anh kia. Sao, muốn gì? Tiền lẻ hay tiền chẵn thì cũng là mồ hôi công sức của tôi mà ra. Anh đừng có mở mồm ra là xem thường người khác như vậy, không đáng mặt đàn ông đâu. Mày cũng mạnh miệng gớm nhỉ. Mày có tin tao bón cái mũi giày vào mồm mày không hả? Anh thôi đi anh Quang ạ. Anh nên sống như thế nào để người khác còn phải tôn trọng anh? Chứ mà anh cứ sống như thế này, đến trẻ con nó còn khinh thường anh đấy. Cái gì? Cô lại còn dám lên mặt dạy đời tôi à? Anh định làm gì? Muốn động tay động chân thì tôi chiều anh. May cho chúng mày đấy, hôm nay tao còn phải bận đi phỏng vấn, chứ để lần sau mà gặp tao không để yên đâu. Đúng là nhờn chó lên mặt. Không sao đâu, anh cứ kệ hắn ta đi, hắn ta sẽ phải trả giá sớm thôi. Mà tôi cũng muốn xin lỗi anh,
một lần nữa lại để cho anh phải vướng vào những chuyện không hay rồi. Cô đừng nói như vậy, có phải lỗi của cô đâu. Đúng là không phải lỗi của tôi, nhưng mà vì tôi mà anh... Anh ta không xứng đáng để tôi và cô đứng đây bàn tán đâu. Chúng ta hãy dùng những thời gian quý báu của mình để làm những việc khác đi. Anh nói phải. Vậy chúng ta đi luôn nhé. Ok. Công nhận là mấy con đường vừa nãy anh đưa tôi đi ấy, đẹp thật đấy. Bình thường tôi có đi qua tôi cũng chẳng để ý cơ. Ở thành phố này á, có nhiều thứ hay ho lắm. Chỉ những người hay chạy xe như chúng tôi mới biết được thôi. Lúc nào cô rảnh tôi lại đưa cô đi. Ok, thế thì để tôi sắp xếp công việc. Bao giờ có thời gian tôi sẽ gọi cho anh. Ok, chỉ cần cô gọi là tôi có mặt ngay. À, anh ơi dừng lại. Có chuyện gì thế? Anh nhìn bên kia kìa, hình như là ở đây có quán ăn vặt. Hay là bây giờ bọn mình sang đấy ăn nhá, tôi mời anh. Ok, được mời thì tội gì. Thế anh phóng xe sang đấy đi. Ok. Món này có vẻ ngon nhỉ. Quán này mà vào giờ học sinh tan học là đông nghịt luôn đấy. Thế là anh cũng ăn ở quán này rồi à? Chưa, nhưng mà tôi đoán thế. Ở cổng trường nào chẳng có quán như thế này. Mà kể ra là bây giờ học sinh cũng giàu phết nhỉ. Cứ tan học xong rồi tạt vào quán ăn vặt vỉa hè mới về được. Công nhận là bây giờ học sinh sướng thật đấy. Chứ ngày xưa tôi đi học á, khổ lắm. Ai cũng như vậy mà. Thời của chúng ta ai cũng có tuổi thơ khổ như nhau thôi. Nhưng ngày xưa tôi chịu khó học hành một tí, chắc bây giờ cũng đã đỡ khổ rồi. Thế ông bao lâu rồi? Tôi chạy cũng được gần 2 năm rồi. Thế trước đấy làm công việc gì? Tôi làm thợ xây ở quê. Thế anh đã có dự định gì cho tương lai chưa? Tôi cũng đang tích cóp để sang năm mở một quán ăn nho nhỏ. Không biết là có thuận lợi không nữa. Chờ đến sang năm tôi nghĩ là cũng hơi lâu đấy. Hay là anh mở luôn đi, thiếu bao nhiêu thì tôi sẽ giúp anh. Cô cho tôi vay á? Tôi nghĩ là cũng không nhiều đâu, tôi có thể cho anh vay được mà. Cô tin tưởng tôi đến thế cơ à? Vâng, tôi thấy là mặt anh đáng tin mà. Cô đừng có dễ tin người như vậy, lỡ mà bị người xấu lừa là khổ lắm đấy. Bình thường thì tôi cũng không dễ tin người đâu, nhưng mà tại vì tôi cũng tiếp xúc với anh mấy lần rồi, tôi có thể chắc chắn được anh là người tốt. Nhưng mà cô cho tôi vay tiền, xong rồi lỡ tôi làm ăn thua lỗ, thì tôi lấy đâu ra tiền để trả cho cô chứ? Anh không cần phải lo đâu. Tại vì số tiền đấy tôi cũng chưa dùng đến, nên là tôi mới cho anh vay. Với cả với tôi ấy, số tiền đấy cũng không quá lớn, nên là anh đừng có lo. Tôi... Cơ hội không phải đến lần thứ hai đâu. Anh phải biết nắm bắt cơ hội thì mới có thể thành công được chứ. Được, tôi xin nhận tấm lòng của cô. Sau này nhất định tôi sẽ trả cô cả gốc lẫn lãi. Được rồi, chúng ta cứ chốt như thế nhá. Cảm ơn cô. Món này tôi thích ạ. Ông chủ Hiếu có vẻ bận rộn quá nhở? Em đến rồi đấy à? Anh đến xem lại một chút sổ sách thôi. Em có muốn ăn gì không? Anh làm cho. Thôi không cần đâu, bây giờ em cũng chưa đói, lát em ăn sau cũng được. Lúc nào muốn ăn thì bảo anh nhá. Dạ vâng. Mà hôm nay quán đông khách không anh? Nói chung là cũng tạm ổn. Anh thấy khách hầu như ăn ở đây lần một thì sẽ quay lại ăn lần hai, lần ba đấy. Như thế thì quá tốt rồi anh ạ. Nếu mà cứ theo cái đà này thêm một thời gian nữa là sẽ có thể hòa vốn đầu tư và sinh ra lãi thôi. Anh cũng đang hy vọng là như thế đây. Hai cái con người này buồn cười thật. Sao tao đi đâu cũng gặp chúng mày là thế nào hả? Hai người định làm gì? Nếu vào đây ăn thì tôi sẽ phục vụ nhiệt tình. Còn nếu đến đây để kiếm chuyện thì mời đi cho. Tôi không phục vụ nổi hai người đâu. Cái thằng điên này, mày vừa đuổi ai đấy à? Chắc nó làm nhân viên ở đây đấy. Anh cứ gọi chủ quán ra để nói chuyện. Anh ấy chính là chủ quán ở đây đấy. Mày nói cái gì? Thằng này là chủ quán ở đây á? Đúng vậy. Anh nhìn kìa, con gái con lứa, nói dối không biết ngượng mồm. Đúng là cái loại trơ trẽn mà. Em chấp mà làm gì? Mấy cái kẻ nghèo hèn ấy, thường hay nghĩ đến những chuyện trên trời mà. Anh nói người khác, thế anh đã nhìn lại mình chưa? Anh có công việc ổn định hay không? Hay là bây giờ anh chỉ có ở nhà, lêu lổng và ăn bám người khác thôi? Cô nói cái gì? Em chào chủ tịch ạ. Ồ,
thư ký Ngọc Anh kìa. Chào cô. Anh là... Tôi là người mà đi phỏng vấn chức trưởng phòng nhân sự ở tập đoàn cô ấy. Hôm ấy cô còn bảo là đợt này chưa tuyển, quý sau mới tuyển mà. À, tôi nhớ ra anh rồi. Hình như anh tên là Quang thì phải. À, đúng, đúng, đúng. Tôi là Quang đấy. Mà sao cô lại gọi cô ta là chủ tịch thế? Giới thiệu với anh, đây là chị Trần Diễm My, chủ tịch tập đoàn ABA. Cái gì? Cô bảo con danh này là chủ tịch tập đoàn ABA á? Tôi đề nghị chị ăn nói lịch sự một chút. Hai người mau đi kiếm việc đi, không ấy sẽ chết đói bây giờ đây. My à, thì ra em là... Tôi đã nói rồi, hai người mau đi tìm việc đi, chứ đứng ở đây làm phiền tôi thì cơ hội tìm việc đã khó lại càng khó hơn đây. Chủ tịch, chị quen anh ta à? Đã từng quen thôi. Mà cô đến đây tìm tôi có việc gì đây? Chiều nay chủ tịch có cuộc họp lúc 3 giờ. Em gọi điện cho chủ tịch thì không được. Em nghĩ là chủ tịch đang ở đây nên là em đến đây để báo với chủ tịch ạ. À, sao cô lại biết tôi ở đây? À, tại vì bình thường lúc chủ tịch rảnh thì chủ tịch hay đến đây nên là em đoán vậy thôi ạ. À, thôi được rồi, thế thì cô cứ về trước đi, lát nữa tôi sẽ về sau. Dạ vâng, vậy em xin phép ạ. Chào anh. Anh Hiếu này, em sang đây nhiều như vậy, có phiền anh không? Phiền gì chứ, em sang càng nhiều, anh càng thích ấy. Anh nói thật không? Thật mà, hôm nào mà em không sang, anh thấy buồn lắm. Sao anh lại buồn? À, thì anh... À, mà tự nhiên em thấy cũng đói rồi, hay là anh vào làm cho em bắp phở nhá? Ừ, vậy em chờ anh một chút nhá. Vâng ạ. Sao mày không nói là mày thích cô ấy đi Hiếu? Chẳng nhẽ là mày thích anh ấy rồi hả My? Phương Anh à, tìm anh có chuyện gì thế? Em mang cơm đến cho anh đây. Anh không đói, em mang về đi. Anh nhìn xem mấy giờ rồi mà kêu không đói. À, khi nãy anh đi chở khách, có ghé vào quán cơm ăn cơm rồi. Em bảo với anh bao nhiêu lần rồi anh không chịu nghe. Phương Anh này, giữa chúng ta không có quan hệ gì cả. Em làm như thế anh ngại lắm. Anh nghĩ như vậy thật hả? Ơ, anh làm gì đấy? Thằng Nam không ăn cái gì. Để anh ăn cho. Biến đi. Thôi, cũng muộn rồi ạ. Em đi về đây. Em vào nhá. Cảm ơn vì hộp cơm. Mày không ăn thì ở tao ăn. Mày lừa cái gì? Mày, đúng là cái thằng thánh cơ hội. Mày Nam này, tao thấy con bé nó si tình mày lắm. Hãy tiến tới đi. Vớ vẩn, tao không có tình cảm với cô ấy. Tình cảm có mài ra được không? Nói chuyện với mấy thằng vụ lợi như mày chỉ tốn chất xám thôi. À, có em nào tỏ tình à? À, sao đấy? Đi ăn à? Hộp cơm này đủ cho hai thằng ăn no đấy. Có đơn hàng, ta đi ship đây. Cái thằng tính gắt thì như mắm thối, người thì toàn mực, thế mà nó đông khách chứ. Chả bù cho mình, đẹp trai, hiền lành, thân thiện, thế mà ế mốc mồm nữa. Cuộc đời đúng là thật là bất công. Hốc đã.
Dạ, alo ạ. Dạ vâng, tôi ship đồ ăn đến cho cô ạ. Vâng vâng, không sao, tôi đợi được ạ. Dạ vâng vâng. Ship có suất cơm được 10.000 mà lại phải đợi. Lẽ nào anh ta là shipper? Này anh ơi, cô đi xe ôm à? Anh là xe ôm à? Xe ôm kiêm shipper, cô cần gì không ạ? À không, tôi thấy anh đứng giữa cửa công ty tôi nên tôi hỏi thôi. Ờ, hóa ra cô cũng làm trong này à? Này, sao anh lại có số của tôi? Sao với chăng cái gì? Cô đặt đồ ăn của tôi đấy. Hóa ra anh là shipper à? Thế không nhẽ cô định bùng hàng à? Không phải như thế. Tôi có đặt đồ ăn thật. Thế nhưng mà công ty tôi có việc, tôi phải đi. Tôi không nghĩ là anh đợi tôi đến bây giờ đấy. Tôi được cái làm việc rất có trách nhiệm. Công nhận. Làm gì có shipper nào đợi khách đến tận 4 tiếng như anh chứ. Anh sao thế? Sao với rằng cái gì? Của cô hết 100. Ừ. Anh đúng là tính khí thất thường thật đấy. Nhanh lên tôi còn đi. Ngày hôm nay tính ra được mỗi đơn của cô thôi đấy. Giờ này đồ ăn cũng nguội hết rồi, còn ăn được đâu mà lấy. Cô định bùng hàng à? Không. Thôi, anh cầm lấy đi. Coi như là tiền phí anh đợi tôi. Thôi, tôi không cần. Cô nhận hàng xem như là tôi may mắn rồi. Nên tôi bận chút việc, chứ không có ý bùng hàng đâu. Anh cứ cầm lấy đi cho tôi đỡ anh nấy. Tôi chỉ nhận những gì nên nhận thôi. Thôi thì tùy anh vậy. À này, vừa nãy là số điện thoại của anh à? Sao thế? Chẳng có gì. Anh tên gì để tôi lưu? Sao tự nhiên lại muốn lưu số của tôi làm gì? Công ty tôi thỉnh thoảng cũng cần ship hàng. Tôi thấy anh là người có trách nhiệm nên có gì thì tôi sẽ gọi. Thật không? Tôi tên Nam. Cô lưu vào. Cần gì gọi phát tôi đến luôn. Tôi tên Quỳnh. Anh cũng lưu vào nhá. Tự dưng lại lưu được số người đẹp thì tội gì. Cô sao đây? Tôi vừa ăn khi nãy với nhân viên rồi. Hay là anh cầm lấy ăn tạm nhé. Như thế không hay lắm đâu. Thì anh cứ xem như là tôi mời anh đi. Tôi cảm ơn. Thế nhá, tôi về làm đây. Bố mẹ đẻ ra mình đẹp trai cũng khổ. Hờ tí ra cái gái cho đồ ăn. Chở khách xuất từ trưa đến giờ. Thế ở nhà ngủ giờ mới ra. Thế đi đâu? Tao ship đơn hàng cho khách, đợi đến giờ người ta mới lấy. Không đùa tao đấy chứ. Cái thằng ngu như con bò ạ. Tao làm việc có trách nhiệm. Ngu ngu cái gì? Trách nhiệm như mày có ngày chết đói. Tao thông báo cho mày buồn nhé. Chẳng những tao không chết đói mà tao còn được nhiều thứ hơn mày nghĩ đấy. Ý mày là sao? Thì cô ấy có công ty riêng, khi nào có đơn hàng sẽ gọi tao ship. Mày nói thật á? Chẳng những thế, cô ấy còn tặng tao hộp đồ ăn đây này. Mà quan trọng hơn hết là cô ấy rất xinh. Lạnh rất xinh. Anh đến rồi đấy à? Cũng nhanh phết nhỉ? Chẳng phải tôi nói với cô rồi sao? Tôi làm việc rất có trách nhiệm.
Địa chỉ ấy, tôi có ghi trên thùng hàng đấy. À, mà tôi cũng gửi cả tin nhắn cho anh đấy. Anh ship nhanh hộ tôi nhá. Cô cứ yên tâm, thành phố này tôi nắm trong lòng bàn tay, cô lo gì. Cảm ơn anh. À, mà này, công ty cô lớn như vậy, không có nhân viên hay sao mà để cô bê đồ thế này? Không phải, đối với khách hàng quan trọng, tôi thường tự mình làm tất cả. Dạ vậy, người thành công đúng là luôn có lối đi riêng của mình. Tôi tin là sau này anh cũng thành công thôi, cố gắng lên. Shipper như tôi thành công cái gì chứ. Thôi, tôi đi kiểu muộn. Anh Nam. Ôi giời, em làm cái gì đấy? Mấy hôm nay anh đi đâu mà em ra bãi tìm anh chẳng thấy. Có phải anh trốn em đúng không? Em nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua anh nhận thêm việc mới nên hơi bận thôi. Hóa ra là vậy. Thế nhá, anh có việc phải đi đây. Em muốn gì nữa? Ngày mai là sinh nhật em đấy, anh tranh thủ đến dự nhá. Thế à, để anh xem đã nhá. Sao vậy, chúng ta dù gì cũng cùng quê cơ mà. Được rồi, nếu mà tranh thủ được anh sẽ qua. Tranh thủ gì chứ, bận gì thì cũng bỏ qua hết đi, rồi còn qua với em. Công việc gì đó của anh còn quan trọng hơn cả em cơ à? Giữa chúng ta chỉ có tình đồng hương thôi. Em nói như vậy, người ta nghe thấy hiểu nhầm không hay đâu. Thế nhá, anh phải đi rồi. Hàng của cô cần ship đâu? Không, hôm nay tôi muốn nhờ anh ship người. Cô nói thế là thế nào? Chẳng phải anh là xe ôm à? Nay xe tôi đem đi bảo dưỡng rồi, tôi thuê anh đèo tôi đi chút việc có được không? Ra thế. Tưởng anh thông minh thế nào. Đi. Dừng lại đã. Có chuyện gì thế? Tôi hơi khát nước, mình vào đây uống nước đã. Anh sao đấy? Đi quán khác có được không? Quanh đây làm gì còn quán nào nhỉ? Thôi được rồi, vào đây đi. Chị ơi, cho em cốc trà đá nhá. Phương Anh! Anh Nam! Anh đi uống nước với bạn à? Cho bọn anh hai cốc trà đá. Hóa ra là người quen của anh à? Cô em cùng quê thôi. Anh cảm ơn. Đây là ai vậy anh Nam? Em là Quỳnh, bạn anh Nam. Rất vui được làm quen với chị ạ. Sao anh không nói đấy là quán người yêu anh, làm chị ấy hiểu nhầm kìa. Anh đi cẩn thận chứ. Tôi với cô ta không có quan hệ gì cả. Tôi thì không thấy như thế. Tôi thấy chị ấy có vẻ thích anh đấy. Tôi đang mệt mỏi vì chính cái điều đó đây. Nói như vậy là anh không thích chị ấy à? Tới nơi rồi, cô xuống đi. Anh Nam này, anh có tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh không? Cô sao thế? Tôi là thằng shipper chứ có phải chuyên gia tâm lý đâu mà hỏi tôi mấy vấn đề đấy. Nếu bây giờ tôi nói tôi thích anh thì sao? Cô cứ khéo đùa. Tôi tuy đẹp trai thật, nhưng mà cuối cùng thì cũng chỉ là thằng shipper thôi. Thu nhập bấp bênh, ráo mồ hôi là hết tiền. Làm gì có cái gì để xứng với một giám đốc xinh đẹp như cô chứ. Tôi thật sự nghiêm túc, là tôi có tình cảm với anh. Từ cái lần
Anh đợi tôi chỉ vì một đơn hàng đến tận 4 tiếng là tôi biết anh là người nghiêm túc, có trách nhiệm, đáng để tôi gửi gắm đấy chứ. Nói thật, người như cô ai cũng mến, tôi cũng không ngoại lệ. Nói vậy là anh cũng thích tôi à? Thích, cũng có thể nói là yêu. Nhưng mà suy đi tính lại, tôi vẫn thấy mình không xứng. Trong chuyện tình cảm, làm gì có chuyện xứng với không xứng. Nếu cô... nếu em không chê anh nghèo thì cho anh cơ hội để chăm sóc em cả đời được không? Chỉ sợ theo anh em sẽ khổ thôi. Anh ngốc lắm. Khổ thế nào được mà khổ? Anh quên em là một doanh nhân à? Em không cần anh phải lo cho cuộc sống của em. Chỉ cần lúc nào anh cũng chung thủy và có trách nhiệm với em là được. Phương Anh à, thằng Nam vừa có ai gọi đi rồi ấy. Không nghe thấy anh nói gì à? Em đến tìm anh. Em nói gì cơ? Đến tìm anh á? Không lẽ sắp có động đất hay là sóng thần à? Em đang nghiêm túc đấy. Thôi được rồi, em tìm anh có chuyện gì? Anh Tài này, anh em mình cùng quê đúng không? Đúng, cả thằng Nam nữa. Vậy thì là người cùng quê thì anh em mình phải bênh vực bảo vệ lẫn nhau đúng không? Điều đấy này là tự nhiên. Thế thì hay quá, em có việc muốn nhờ anh đây. Việc gì mà trông nghiêm trọng thế? Ui, em nói gì cơ? Sao vậy? Chả phải chúng ta là người cùng quê à? Em bỏ cái ý định đấy đi. Anh vừa nói gì anh quên rồi hả? Anh không giúp em là muốn tốt cho em đấy. Em bỏ ý định đấy đi. Anh cần bao tiền? Em bị điên à? Anh không giúp thì thôi, cần gì gào mồm lên thế? Sao chị hẹn tôi ra đây? Mày chia tay anh Nam đi. Tôi với anh Nam chưa đi đến đâu cả. Chị không nhất thiết phải nói như thế. Vậy được, mày tránh xa anh Nam ra. Tôi biết là chị thích anh Nam, nhưng tình cảm thì phải xuất phát từ hai phía. Chị không thể vô lý như thế được. Tao theo anh Nam từ quê lên đây, chờ đợi anh ấy biết bao nhiêu năm, mày có biết không? Nhưng anh Nam không hề có tình cảm với chị. Chị biết rõ điều đấy hơn tôi mà. Mày bớt nói nhảm đi, đấy là việc của tao. Mày chỉ cần tránh xa anh ấy là được. Nếu tôi không đồng ý thì chị làm gì tôi? Mày nói xem. Dừng lại, nếu không tôi kêu lên đây. Rạch nát mặt nó ra, xem anh Nam còn thích nó được không. Tội vạ đầu tao chịu. Dừng lại. Cô làm cái trò gì đấy hả? Em có làm sao không? Anh Tài, hóa ra anh bán đứng tôi à? Anh xin lỗi, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Tốt cái con khỉ, từ nay chúng ta đoạn tuyệt. Cô im mồm đi. Anh Nam, em và anh quen nhau lâu như vậy mà anh vì con danh này mà trở mặt với em à? Quen cô lâu như vậy, bây giờ tôi mới biết bộ mặt thật của cô đấy. Em làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh thôi. Cô sai rồi, cô chẳng vì gì cả. Cô chỉ vì tính hiếu thắng của bản thân cô thôi. Từ giờ đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến cô nữa. Anh Nam, anh bình tĩnh đã, anh nghe em nói. Quỳnh không phải là người cô muốn động vào là động được đâu. Từ giờ làm gì động não đi. Mình đi thôi em. Thằng Nam nói đúng đấy, Quỳnh là giám đốc của một công ty lớn, còn em đã là gì mà đi gây sự với người ta.